Chuyến xuyên Việt 2015, ngày thứ tư, 21 tháng 10, cung đường từ thành phố Điện Biên Phủ về thành phố Sơn La. Buổi sáng ở thành phố Điện Biên Phủ, nhóm thức dậy trong một màn sương nhẹ, rồi trời ửng nắng, một màu nắng vàng mùa thu ấm áp. Nếu chỉ có không gian địa lý mà không có thời gian của lịch sử, thì bây giờ ở đây, thành phố Điện Biên Phủ có lẽ là nơi thanh bình nhất thế gian, dấu vết của một chiến trường đẫm máu, của một cuộc thư hùng vi tráng nhất trong lịch sử Việt Pháp, giờ chỉ còn lại những dấu tích kỷ niệm thể hiện bằng những tượng đài bi ký và những hàng mộ nằm xanh trong nghĩa trang liệt sĩ uy nghi. Điện Biên Phủ, nơi xương máu, tang thương và cũng hùng liệt nhất của 60 năm trước, bây giờ là một thành phố nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp và cũng thật duyên dáng, với cánh đồng mường thanh bờ sôi ruộng mật, nơi cho ta những hạt lúa ngon nhất nước, với dòng nậm rốn chảy quanh co ngọt ngào sau bóng trời mây dùng biên diễn, với những người dân vui với cuộc sống khá nhẹ nhàng và phong lưu. Thành phố hầu như không có quán tóc vỉa hè, không có khói bụi ồn ĩ kẹt xe, không có cáo gắt chen chân giành giật bước. Trong đêm 20 tháng 10 2015, trong một nhà hàng ăn trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, nơi nhóm dùng bữa tối, có một nhóm các chị đang liên hoan mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Trong men say liên hoan, các chị ngây ngất hát vang những bài ca của một thời chiến đấu, của một thuở thanh bình. Nó làm như sống dậy cái ký ức mà tác giả Tây Tiến đã tha thiết nhớ ngày nào. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em si máu từ bao giờ, khèn lên mang điệu nàng e ấp, nhạc về biên chăng say hồn thơ. Chợ của thành phố buổi sớm chưa đông, hay nó vốn vẫn thế. Mình cùng anh bạn nghịch ngợm hiện thực lang thang tìm món gạo ngon nhất nước, và thật may khi hỏi thăm thì có một chàng công tử Điện Biên. Tiên sinh này đã chỉ cho mình nơi bán loại gạo ngon nhất và thật nhất. Vào chợ, mình còn được mua muối chẩm chéo, loại muối có hương vị thuộc hàng tiếng vua mà tối qua cả nhóm đã được nếm trong quán cơm. Mua được hạt mằng kháng, một loại gia vị lấy từ rừng, vị của nó thơm hơn hạt tiêu và vỏ thì thơm hơn lá chanh. Cứ tưởng tượng nhé, loại hạt này mà rang lên pha với muối thì chấm với cơm trắng cũng đủ cành thông, chứ đừng nói chi gà đồi, cá suối hay dê núi bê đồng. Mình cũng cháy túi với món thịt gác bếp, gồm đủ loại trâu bò heo nai, của hai nường Thái có nụ cười khuyến mãi tươi hơn cả hoa ban. Nhìn các sản vật của chợ, chắc ai cũng mong có lần trở lại với lưng túi khá hơn, với khoang hành lý rộng hơn cho thỏa lòng mua sắm. Thank you.
đường từ thành phố Điện Biên Phủ về Sơn La, nhóm đi theo quốc lộ AH-13, tức là quốc lộ 6 từ Tuần Giáo về Điện Biên Phủ ngày xưa, giờ được định danh là AH, tức là Asia Highway 13, thuộc hệ thống đường liên Á nối phía Bắc Miến Điện, Bắc Thái Lan và Bắc Lào với đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam và cuối cùng ra đến Biển Đông. Nên con đường này được tu bổ khá tốt. Đến Tuần Giáo, núi non bắt đầu chập trùng chớn chở, báo hiệu chuẩn bị vào con đèo Pha Đin lừng danh trong tứ đại sơn đạo của xứ Bắc Việt Nam trong lịch sử chiến tranh Việt Pháp. Tuy nhiên, cái hiểm trở của Pha Đin xưa, dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút từng mây súng ngửi trời, ngàn thước đi lên, ngàn thước xuống, nhà ai pha luôn mưa xa khơi, thì quốc lộ cũ ngày nay đã được thay thế bằng tuyến mới rộng hơn, bớt hiểm trở hơn và cũng bớt hùng tráng hơn. Thế mới biết cha anh ta đã gian lao mà anh dũng thế nào để cho ta một dải non sông gấm dốc ngày nay. Đến Sơn La thì trời cũng đã xế chiều và một cơn mưa phố nước nhẹ nhàng cũng vừa đủ để giữ chân ba chàng lãng tử trong bản mộng của xứ Thái. Nhà nghỉ ân hoa ấm áp đầy đủ với nước suối khoáng ấm, cơm lam, thịt gác bếp, cá chép nướng được cả nhóm bình chọn là một trong những món cá nướng ngon nhất Tây Bắc Việt Nam, cộng với món rượu mật ong ngọt ngào và sự ân cần bến khách chân thành của những người chủ nhà đã cho nhóm một tối tuyệt vời sau một ngày đường đèo núi. Bản mộng sẽ là một nơi mà lòng ta ở lại.